rốt lên cả biên đề sen hay dù mùi bạc 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 sen tụi bốn vậy tới chứ nào rộng nệt vật nhưng ô tô ta dương thơm nà tơ của tê rốt xì hai dương vệnh phá lời dương anh ai mơ phá lạc sinh nhà ba này lấy xa ta chi phí xa rốt xì chẳng dương phở Google scan đâm bay scan translate tới chứ ảnh lệ hay Google Trends real time translate nâng đáy cứ chia application là bỏ neural network hay nâng mên application chỉ trang tiết đối chia face recognition đây kìa nâng nông iPhone như hay face ID nhá hay autonomous car hay nâng mên application trang tiết hay neural network nâng form bảo viết cứ best nâng lên deep learning đại deep learning nâng đáy cứ chia subset là bỏ machine learning hay để ai trim bằng machine learning cũng cứ inspired by human brain. Hay được không neural network nữa, dương khoản là fit data dương, mình thấy thay dương, dương kiểu import nó cứ chỉ data dương ở trên cho được không neural, hay for cả train neural nó là bị predict output, giống mình thấy thay bởi sân chỉ dương mình data căn để trên output bởi dương đại predict ba nó cứ căn để secret. Chẳng đâm bây ở xoay vô bì activator neuron nâng mát nhưng thử xoay vô bì biological neuron sân. Nhưng nâng nông biological neuron dưỡng đôi khi nông rụng nâng dưỡng miền input miền output hay nâng xe bà đi đại input bảo viên nâng cái hai thật đồng trịt hay xe bà đi nâng cứ chỉ cả lãnh đại process information tặng ơn nâng nâng bì output group output mát cho nâng nâng đâm bây process hay bị chung từ căn output từ căn neuron ai từ căn neuron sen tiết được qua từ căn ai mùi chẳng cái lái đại output bỏ dương bị chung từ neuron sen sen nứng cứ vì ai connect từ neuron mùi tiền chẳng bây đại việc connect từ neuron mùi tiền nứng cứ vì ad connect toa thì hay cái lái đại vì anh đồng nhát ai neuron mùi connect từ neuron mùi tiền nứng cứ lồng ho synap hay synap nứng anh đồng nhát ai neuron mũi bị chun qua miền tây nào rồi xây mũi tiền đối dương mà ba nó cứ nào rồi lấy việc bị chun qua miền tam ạ sau nó cho mà nào rồi mũi tiền nhắc đôi khi đấy nào rồi bỏ dương dương miền import p h mũi đại n hay được về nữa hay cái lại này cứ chia cái lại và xét anh ấy output nhắc bỏ dương hiệp thiệp viết cho mỗi dòng bay chỉ còn nào rồi dương cái lại này cứ chia đoạn trade cái lại đại với anh nhát ơi và chun vào miền tây nó cứ synap nó cứ đục được về môi đã đục được về ấn hay cái lại là về process tầng a miền zoom zoom này đục được về zoom này đục được về bộ mũi b nó cứ bias nó từ đó activation function nó cứ xe bà đi hay top trên cái cứ axon nhân của ta thì dùng miền data x cho máu cứ thưa ca zoom zoom cho môi nó con khi chúng mới đục được với hai bộ mỗi bài à và top mark vừa can activate hai bị top mark bị chun đã output chẳng nhóm miền một đề mũi đề cái hai logistic regression đề nhóm miền import đã import 4 hai set này cứ chỉ zoom này đục được với x bộ bề và top mark vừa can activate nhưng từ tổ ban output đã chỉ vài hết đã chỉ vài để dùng predict bị out bị import em mà chẳng set bằng nhóm lại này cứ chia học con này đục được về mũi x mũi để import nó đo x buồn hay bốc thì mũi nó bề để chỉ bài as tóm lại riêng từ tổ ban activation function là thằng này đại a nó cứ smile dễ này sẽ này hay a nó đã cứ smile thì mọi người vài hết chẳng x bỏ riêng này bỏ riêng từ say chia sẻ này đục được về x bốc bé riêng mình x này content ở đây mình sai bỏ viên nó cứ buồn còn mùi chừng này đục được về nữa sai bảo viết cứ mùi còn buồn nhóm miền một đề mùi tiết đề một đề và nhóm lấy miền layer bay layer đề layer tim mũi cái hai thay layer zero layer sáu hay layer tim mũi layer tim bảy đề layer sáu nó đây chẳng ai hai viết thay chỉ import layer hay layer tim mũi này cứ chỉ hai đền layer hay layer tiếp bí chữ output chẳng input mỗi mỗi connector group node này activation function tầng a
បន្ទាប់មក activate function នៅក្នុង hidden layer ហ្នឹងគឺបញ្ជូនទៅ output បន្ទាប់មកយើងទូបានចន្លោះចុងក្រោយនេះអញ្ចឹង a នេះគឺជា activate function នៃ unit នៃ node 1នៅក្នុង layer 1មានន័យថា a activate function 1នៅក្នុង layer ទី1 activate function 2ក្នុង layer ទី1រហូតដល់ activate function ទី4បន្ទាប់មកដល់ a 2នេះដោយសារតែវាមាន1យើងមិនបាច់ដាក់ទេបន្ទាប់មក zoom របស់វានឹងដែរw នៃ x + b ហ្នឹងគឺបានមកពី input នេះបន្ទាប់មកយើងទទួលបាន a 1ដែល a 1ហ្នឹងដែល size របស់វាហ្នឹងគឺមានដល់ size 4.1អញ្ចឹងយើងបន្តយើងវាបញ្ជូនមកមុខទៀតបញ្ជូនមក a ចុងក្រោយនេះ zoom នៃ z 2ហ្នឹងគឺនៅត្រង់នេះអញ្ចឹងយើងបញ្ជូនមកទៀតកន្លែងនេះគឺត្រូវតែគឺត្រូវ x គឺត្រូវ input នៃ layer មុនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសរសេរវាជា x មានន័យថា input នៃ layer នេះកន្លែងនេះបើយើងសរសេរវាជា a 0មានន័យថា input ពី layer មុនប៉ុន្តែដោយសារ input នៃ layer មុនយើងគឺ x អញ្ចឹងយើងសរសេរ x មកដោយសារកន្លែងនេះ input របស់វាគឺ activate function នេះអញ្ចឹងយើងសរសេរ a មួយមកហើយ size របស់វា size របស់វាតបមកយើងទទួលបាន y ចុងក្រោយនេះហើយ activate function នឹង activation function នឹងដែរយើងមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំយកមកតែ4ហើយ activate function នឹងគឺជាកន្លែងដែល neuron នឹងគួរតែ activate ឬក៏ unactivate មានន័យថា zoom នៃ w x + b នឹង zoom ទាំងអស់នៃ w x + b នឹងដែលវាចូលមកនឹងគឺ neuron នឹងគឺជាអ្នកកំណត់ថា zoom នឹង activate ឬក៏មិន activateដូចយើងមាននេះយើងមាន activation function នេះហៅថា threshold ដែលតម្លៃរបស់វានឹងគឺយើងកំណត់អាចថា1យូរតែអាស្រ័យទៅនឹងតម្លៃដែលយើងកំណត់ទេបើសិនជាវាបើសិនជា x នឹងធំជាង0អញ្ចឹងវា1ចំណែកឯ activation នេះគឺរលួយរលួយនឹងគេពេញនិយមប្រើជាងគេសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងក្នុង machine learning អីគឺគេប្រើរលួយទាំងអស់និយាយថាវាពេញនិយមដោយសារការបើសិនជា input របស់យើងធំជាង0 zoom នៃ wx + b ហ្នឹងគឺធំជាង0អញ្ចឹង neuron ហ្នឹង activate មានន័យថាតម្លៃ zoom របស់យើងនៅត្រង់នេះអញ្ចឹងវា activate ហើយអញ្ចឹងហើយ sigma activation function បន្ទាប់ activation function បច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ហ្នឹងគឺ sig 1 sig 1ហ្នឹងគឺគេប្រើជាការ predict បែប probability វិញជាក់ស្ដែងយើងមើលមកគឺថាតម្លៃដែលនៅកណ្ដាលហ្នឹងគឺនៅត្រង់នេះហើយកន្លែងហ្នឹងគឺ 0.5 អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជា zoom របស់យើងធំជាង0អញ្ចឹងតម្លៃរបស់យើងគឺធំជាង 0.5 អញ្ចឹងវាអាចដូចជា program ដែរបើសិនជាតម្លៃរបស់វា 0. ធំជាង 0.5 អញ្ចឹងករណីអាចវាកើតមានឡើងខ្ពស់បើ zoom របស់យើងតូចជាង 0 វានៅត្រង់នេះអញ្ចឹងវាតូចជាង 0.5 អញ្ចឹង neuron យើងអាច deactivate កន្លែងហ្នឹងហើយសម្រាប់ activate function តង់នេះដូចគ្នាទៅនឹង sig 1ដែរខុសគ្នាគ្រាន់ថាតង់ហ្នឹងគេប្រើវារែងវាពីដក1ទៅ1ចំណែកឯសិក1យើងពី0ទៅ1វិញអញ្ចឹងកន្លែងដែលពាក់កណ្ដាលហ្នឹងគឺនៅត្រង់0ឯងហើយស្លាយបន្ទាប់គឺ how do neural work អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ predict តម្លៃផ្ទះមួយខ្ញុំចង់ predict តម្លៃផ្ទះហើយខ្ញុំមាន data set របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺទំហំរបស់ផ្ទះជាមួយនឹង price ហើយខ្ញុំមាន6 data set អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យ function របស់យើងហ្នឹងវា fit អញ្ចឹងយើងត្រូវមានបន្ទាត់មួយដើម្បី fit ជាមួយនឹងតម្លៃនៅតម្លៃ data set របស់យើងប៉ុន្តែយើងដឹងថាតម្លៃផ្ទះវាអាច negative បានទេអញ្ចឹងវាត្រូវតែវិជ្ជមានហីអញ្ចឹងវានៅត្រង់នេះទាំងអស់អញ្ចឹងយើងដូចយើងបានឃើញ activation មុនហ្នឹងដែរ function ដែលយើង fit ហ្នឹងគឺរលួយហើយបើយើង implement វាជា neural network បើសិនជាយើងមាន input តែមួយទេដែល input ហ្នឹងគឺជា size
sai bọc tè nâng hay cho tờ đó activate function nâng cứ rời lùi và tỏ mới dương tờ tốt bán tờ lại tè và ta dương định nâng cứ về ad accuracy của đấy tòa để dương và sân dương mình input cho nên dương mình input buồn đi tại mình tùm hôn bọc tè chỉ nôn cái tục đấy hay xịp cột này cứ chỉ tì tăng hay về này. Nhưng nhóm trang vật định tài lại tên mùi làm bây vật định ở vị accuracy của dân thời ca hidden layer làm bây chùi nhưng nhóm mình hidden layer activate function là không hidden layer nó mình bởi nhưng ổn thân nhóm gần đây vì tùm hôm tiết thì mùi nóng bệnh rõm châu không layer này nhưng không nóng node này activate function nhưng tài lại nóng nhóm anh dạy tha cực tục chúng luôn tầm hôm tết rồi cái tục kê nhưng cái những nhóm anh đang tham gia chiếc tầm hôm bọc family sang nhưng nào rồi cái những anh phải tha tầm hôm bọc của sai những thấm bằng những thời ca tết thấm cái tục kê cho là những tài lấy với cái tài cho làm được này hay nào rồi một tiết import một tiết cái ship cầu những ship cầu nó anh ship cầu nó connect node này activate function TP này không hai đền layer nữa dương tự ban vào cái thì mình này tha tít tăng té bỏ dương nơi chi còn nhấn đầm bay mà chết còn dương thời ca bị dù nhấn tài lại bảo viết của tự tam lần này hay và toát tiết cứ ship code mồi về mình này tha tít tăng té bỏ dương nơi chết tì bị chôm chôn hay tài lại những số bộ đó nhận miên này chẳng nhấn dương tự ban score của quality thì mình này tha sáng là với mình còn hiệu của đôi nơi tam tí krong chẳng ai hay và tốt máu hidden layer tí nó không hidden layer bay nóng với combine kia nhưng tôi bàn áo phút nóng cái chi prai cái chi ta lại phút bao nhiêu nâng nhưng bình tế nó bây đầy dương implement neural network nóng món dương thờ gần đây input dương tổng á tôi không hidden layer vì phổ ấy phổ tha nó không neural cái chi nạ cầm nọt phần anh tha hidden layer mùi nát cái chi family size work ability cho môn school quality dẫn chi mùi hai đại dương thử cần đích import ni mùi mùi group tự khăn hidden layer tặng ở nâng và tỏa mắt bạn dương thuốc ca cần đích tự khăn output ai cho nên cho tốt cứ how do neural network learn dẫn ổn thoa là nhóm miên logistic regression nâng là miên import activate function nâng output chúng nhóm miền nhóm trang vật định trở lại tiếp là nhóm miền tầm hôm tiếp chỉ nguồn cái tục kiến hay chuẩn hay là dụng bạc tiền hay trở lại hay đà tầm hôm tiếp cái tục kiến chuẩn thì mà hay là dụng những cái chuyện import bài dương đã đặt cho nó không này hay trở lại tiếp những cái chuyện real output mình đây tha actual value cái chuyện trở lại bật bật hay dương trang đăng dương trang vật định về nhưng dương vật đi viết đại dương thời cam bột như chúng mình đục được vậy nhưng dương bột chúng mình đục được vậy dương quân một import mới đục được vậy hay bột như một bé dương tự bán y hay activate function dương tự bán y gì đấy nhưng y gì đấy dương cái chữ y gì đấy hay cứ chữ tài lại dương vật đi ban này vì mình chữ tài lại bật bạc con mà này nhưng dương vật đi máu dương khen thạ tài lại bật bạc con nó với nó ngay chia ngay tài lại này nhưng bên đây thay vì error neural network dương nâng cứ error này, nhấn dương thử update về, nhấn là mày update về bán dương thử ca loose function, nhấn dương giờ output value tập bộ nâng mà mùi actual value nâng dương tập bộ loose function nâng, tập bị dương tập bộ loose function nâng dương tập lọc, tập vấn tới update tập lại đục được về, tập bị dương update tập lại đục được về nâng hỏi dương tập bộ tại lại dương bật định nâng cứ vi kia tên nâng tại lại bật hay loose function nâng đá dương phở vì nâng anh nâng xa mẹp ta dương miên simple bà dương nâng tầm mùi đi mê tham mùi nâng khăn nâng mùi nhưng bà dương sách bà dương miên là âm dương miên import bà dương hay output bà dương nâng tầm đó âm bà hay loose function bà dương loose function nâng cứ ở này nhưng
đôi dương khơi nhớ là nó cứ âm simple ấy hay khang khởm đi cứ ếch hay này cứ y kì đấy chẳng lưu phân sân nâng dương lên hai vị trí lưu phân sân thì dương hai vị trí cost phân sân mình tại cost phân sân nâng miên tật chỉ xuống mà vi miên xuống vi đã âm simple hay dương cùng non dương thơm mắt dương trong minimize cost function nâng ở cái lại error nâng bị tội dương làm bay minimize cái lại cost function nâng bán dương phở method gradient descent nâng khả nông median optimization muối hay nhóm recap mà bên nhau cost function mà nâng hay cùng non đại nhóm minimize nâng cứ nhóm trong đó đọc được vẻ hay bày thơm mắt đâm bay ở à cost function nâng vì error nâng bị tiệp chẳng ô ta là nhóm miền grab này cứ chia tờ lại error này đụp được vay hai bảy cứ chia cost bỏ vía hay cùng nó nhóm cứ nhóm trong ban đụp được vay thằng mấy hay dương là không median cả những design nâng dương còn là đụp được vay món đụp được vay đại dương món nâng do mặt đỏ chỉ mỗi nâng learning rate còn ấy đây là vay này đụp được vay dân đây là vay này đụp được vay nâng cứ dương do thực đây chỉ mỗi nâng cost function nâng dựng đây là vay dựng một cái function nhưng từ tụi mình đây được vay hay dựng quân dựng một đường learning rate mình đã learning rate nó cứ chỉ một step size để dựng thực đài dựng thực đài cho một khởm này hay dựng đa là hơn một khởm nữa dựng từ tụi mình trở lại được vay mỗi đài vì error tội một phần hay mà đa lại những cái hai thằng lọc bo optimum đi lại nâng nhầm trong bây giờ bây giờ thay mà và từ đó nên nơi chạm gradient để nhầm trong bây giờ nó là thả tức đại gradient vị bài vị thân này à là nhầm require control mua sẵn hay đi approve này chẳng gradient này hai đấy mà đi hiện cụ bỏ hòm rốt màu chẳng này cái bất mệnh tên tới gradient này ô khiêm cu một bán cụ chơi như này này to là nhầm phở này bán ta lục phủ và gradient thông đó thì nhầm bây giờ các bước tự đào gradient cứ ô anh ấy dùng anh ấy chỉ cost function j này còn nếu mà bạn thoáng thao dương thành đồ vật cả đó tức là cái này call function nhé, cứ vô cả đấy về được yeah, call function và vật lộng nhưng lọc của gradient này mới người ta để về này và gradient nó cứ từ đầu vector với cây như muốn xài cao trên màu vẫn đang ấy để nhưng lọc ví dụ đó nè từ đầu với cứ bài trên cây như vậy đang ấy anh ấy sẽ còn đi ừ
Position G W one dimension như cái one dimension thân tới. Chứng W cứ chia mấy con prap tư này vừa tốt pa. Position G two dimension cứ gradient từ đạo vào vía. Vía cây chỉ môi nâng surface, cây chỉ môi nâng contour. Anh ấy dừng anh ấy con tua đi bớt dần như nào mà à, con tua cái cụm toàn này và bớt dần không cả này thu để mình dần vào là vậy nhưng nhầm share screen nhầm bây giờ trong và sân thì dương miền p dimension này và w hay những b những cụ chỉ p dimension cứ ô tô bài này mà trong ô tô function mà dương cứ chia paraboloid chứ và trong con tua nó có sân như nào mà khờ máu nó như nào cho khờ máu nhưng khi ta việc con tu với cứ riêng gì muốn vậy và hai chân và mà chân chân gradient đang lọc dù muốn máu cứ tha việc cái nên tay con tu này nè việc từ đầu với cứ mọi vậy gradient nó cứ thôi là đi tập yếu và đi bị hay là đi cứ chế chân từ đầu vị tơ này cứ chỉ để về này chế thiệp cho mùi nâng để về này vấy pass cho chế nâng lưu pass chạy ái pass cho ôi mà nâng lưu anh nâng đầy mần sân tìm mùi đầy mần sân tìm bí cứ pass cho chế thiệp ái pass cho bì thế anh chăng chứng khơi nhá mình element tìm mùi element tìm bí nhưng là vector nâng mần sân tìm bí lấy sọp trên bí cổ ô mà cứ bị miền là element thứ muối hay bị miền element thứ pi vậy nè nè cho nên element thứ muối này cứ partial j nè lơ partial w hay là về element vậy này cứ partial j nè lơ partial p và như khuyên ta gradient cứ represent lại vector muối này về cái những surface này contour như chiếc xe cao với cái những cái vật phẳng này nè bất sân chỉ còn tua dương chia sập chỉ tay từ đại gạt dương cái bị cay như mùi nước tay này chẳng trong cái này bị cụ ấy mấy những thò chè dương nó hay dương represent là bởi vì hay những bị đòi bọn ác gì chứ và hay minimum được lại nên chẳng là và sẽ cao màu bài này nữa bà chắc là con tu ở xa con thiệp cho môi nâng ạ khó mấy cư con tu với cư nình mỏng chắc bà này viết là one dimension á và one dimension chắc chùm nói mùi nữa là con tu nâng chùm nói mùi nữa là con tu nâng và bê cái gì môi nâng con tu nâng cư chia vector nó được ăn đang tạm đồng đấy là lần đi tạm đồng cứ chia vector chia tạm đồng và maintain the gradient bài mà này đây và gradient cứ bài mà này gradient là này nó cứ person thì dừng cắt trên vì cái này máu và vậy ní và nó cứ partial j nó là partial và lâu thôi nó dừng dây cho mùi xanh tớ là lưu partial W và phần ra đây xa chẳng mánh khuyên cái W và cái đã smart W đổi alpha learning rate hay partial J lưu partial W chẳng đi mẹ xin nhạc đó nè xin nhạc đó nó cái đạo món cứ nó bày anh ấy cái bài mà này vinh và nó bày anh ấy bài mà này vinh bài mà này vinh
chẳng được bài để vinh chẳng bài này đã bớt dừng start bị lại nữa giờ rung cao đã bớt dùng màu nét vài nữa chẳng bài này đã giờ bài này đã giờ rung cao đi màu này hả giờ giờ cũng rung cao đánh đánh màu này là bớt learning rate alpha dừng tui bớt alpha dừng tui chờ anh ấy về rung cao màu đông tì chẳng nào tì đông tì đông tì chẳng đoạn thì là hồ đo lại ní mà đặc biệt đo lại ní cứ partial J thì với partial W nó khác mà rồi xấu chẳng đặc biệt vì mà đo lại nắng tôi chỉ alpha dương đo lại với cái đó bớt xin vì mà đo lên rộng bình nắng anh ấy vì mà ai từ khu khăn học tiêu đề vấn tả bớt xin chỉ alpha dương thông hay anh ấy dương dương more likely vì ở trong lại zero nằm mong ấy bớt alpha thông về đây learning rate nâng thông về đây dựng update W nó lại ní vì ai khu mà nó này chẳng là cái nà khu đó nế gradient dưỡng là mà gradient những bài mà đẹp đây độ này gradient mà xong tôi gradient những thằng bài mà đẹp đây độ này gradient bài mà đẹp vĩnh chẳng anh ấy bài mà đẹp vĩnh update mà đẹp vĩnh chẳng vì ai cái này nâng tơ màu lại nâng 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 learning rate alpha này thông mà. Và đây là việc bị chú đòi bảo function này chế này nhạc tăng hóa nó chương represent đòi one dimension và đây represent đòi two dimension và represent đòi two dimension chương cứ thà bị lộ bị con tu mùi từ con tu mùi đi đây đã khách đó là minimal này minimal này chương cứ thà lộ bị mùi từ con tu mùi từ con tu mùi đi từ con tu mùi cứ khách đó là nên là ravin lọp bây giờ lại đây nhưng mà trong bây giờ một time lại đang chẳng cả clear đấy điệp lại nữa hello ba lục hồ bạn ok cho nên sẽ vô lấy Ravin. Vô được rồi giờ. Chẳng đi to tiếp chứ. Bạn Siastin với nó. Nhưng nhóm bật to cho này bật tốt đâm bay kẻ này thật lại đề này đông đủ đề bay mà nâng dính thử phương là khăn ông back propagation chẳng ổn thật là nhóm miên logistic regression nóng mối nhóm miên mặt đá được ní nhóm miên import đông đủ bay x hay bay hay nhóm xuống bia cho mùi bias hay activate function dương tục bàn y gửi hẹn nâng hay bắt mắt ý hết nung yung kutu man lu fan chân nung. Like lạnh yung 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 đây là vậy này activate function nâng thiếp cho mỗi nâng loop function nâng dẫn dẫn đây a bỏ dẫn cứ smile cho mỗi nâng đây là vậy này loop function thiếp mỗi đề a nhưng mà tôi vì nhóm đây là vậy với máu nhóm đồng lợi phía máy máu nhóm tôi mang đây a nhóm smile a đổi kết là a cái tay mỗi độ a dẫn và tôi tiếp nhóm thua cả đây là vậy sẵn mà đồng đây là vậy sẵn nhóm nhóm đây được à đấy quan tham thiệp mùi sẩn nhấn cái lại những nhóm chain rule đại dương đầy sẩn đầy a là đầy a còn này đầy a là đầy sẩn cái lại những nhóm bởi dương số một đầy a mới dương smart đầy a là đầy sẩn này còn này dương phải chain rule gì nhấn ai được khơi trong ruộng nắng dương miền đầy a là đầy a nắng cứ smart gì mỗi đầy a này đây bình môn này hay đầy a là đầy sẩn nắng cứ smart cho mỗi đằng a cái tài mỗi độ a này cứ dương giờ activation function basic mỗi đằng từ đây rồi về tập máy dương được tổ ban
a tay môi đỏ a nhân dương sầm hồ phép mai vi cho tới dương nó so tại a đội kì đấy nhân và top vì dương ban đây sạch thấy dương ban đây a thấy dương tô bán đây đục được vậy đây 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 đục được vậy nếu dương khoản là giờ đôi môn đá dương giờ lục phần sân viết đây thì mình đục được vậy mà hay dương phải chain rule đây đây a là đây a cô nói đây a là đây sạch nó cứ smart vậy smart gì mà đây sạch này smart mọi a đội kì đấy hay đây sạch là đây đục được vậy nhưng khoản là giờ sạch nó từ đây thì mình đục được vậy nhưng nó sai đại dương ban a đội kì đấy cô này hôm nay ai bay được khi này đấy dương giờ đây thêm chỉ mùi đường bay móc dương phải chain rú lại nấy cứ sma chỉ mùi đường đây sạch hay dương giờ đây sạch thêm đây về thêm chỉ mùi đường đây bay móc dương bàn mùi dương lại nấy là sao à đợi gần trắng nhóm bên auto home muối đại chia logistic regression hay như mình phải cái đề năm hai nâng cư compute nâng trong Python nhưng phải cái với hay x5p nâng cư chỉ data set hay mặt plot nâng nhâm phở dùm mẹ plot graph hay PLI nâng cư dùm mẹ tay rục hiệp nhưng nhâm thua ca load data set đưa cơ load năm hai châu và tốt mơ và tốt nhâm load data set mà hay nhâm tăng tiếp ông bây giờ câu rồi đấy bên này đang đi khi mình câu không ba lúc cùng nhầm chờ làm được cùng play share screen mong tới ba lúc cùng quên screen đây lúc cùng khơi này à nhầm miền nhầm bây giờ nó cứ logistic regression neural network chúng nhóm miền import numpy nó được snp nhưng mà tạm mà nhóm load data set cho tạm mà nhóm thuê cái run data set để nhóm load màu nó nhóm đặt data set nó smart nên nhóm load data set hay nhóm thuê cái tăng train set ori train set equal nó cứ smart nhóm load data set hay miền class nó cứ chuẩn nguồn output bao nhiêu đại miền bây giờ miền thành anh khét hay khèn hay cái loại này dương khoản là pre processing đấy pre processing bao image bao nhiêu đó những tập vốn cứ dương ra tập lại âm train dương hay âm tài chuẩn nguồn simple đại dương giờ mà train hay chuẩn nguồn simple đại dương mà tài loại này train simple nó miền này thay dương giờ chuẩn nguồn simple bao nhiêu nó cũng tổng áp cho từ đã cho tới trong import x đảm bảo train neural network ở via error nó bị tiệp và tọa mà cái lại test nó cứ dương khoảng là giờ tư evaluate mình đây dương tư giờ test tha model bỏ dương nó accuracy phần nào hay anh nam phi ấy nó cứ chia à bỏ rục phi bỏ dương này hay và tọa bình nhâm ran mà nhâm tọa ban âm train âm chuẩn nguồn simple bằng nhóm nó bây giờ mình muốn hay test simple nhóm nó miền hạ sập hay bỏ rục hiệp nó cứ học bốn học bốn còn học bốn bên đây ta chờ còn học bốn đây học bốn này hay bắt máu dương thua ca reset cái này dương reset nó đây xa tại rục hiệp bỏ dương cứ chi bậc hết học bốn x y học bốn lần chờ hay để bắt đầu máu nhom còn bay đến cứ cầm rất cờ cứ RGB bảo vì cái hai RGB red green blue chẳng bay cờ nhẫn dương reset với ở tới chia column vector để miền tầm mui để miền tây tham miền tầm chua để chẳng lại nó nhom reset với nó cứ nhom đầu là nhà miền học bốn bị học bốn năng thế đấy nhưng nhom con là năng châu cái máy nhom tụt ban tại lại một mớn pi quan pi ở bài sơ bẩm bài này hay pi ở bẩm bốn năng cứ chỉ chuẩn luôn training sample bao nhiêu hay và tọt máy riêng cho tại lại đại dương reset hai năng tới chạy mùi pi ở hai sáu phần cái lại năng bờ
bởi xin chỉ nơi không mà xin lên những dân trong standardize data dân khoản này do việc tự đo cho môi nâng tài lại mình hay chạy việc cho môi nâng standard deviation tới dân tự ban standardize vậy bằng tay nơi không rụp hiệp nữa tài lại để cầm rất mê thay rụp hiệp miên tài lại pixel mùi mùi nhưng anh ấy học buôn nâng mê này thay khẳng lỡ miên chuẩn nguồn học buôn pixel khẳng khóm học buôn pixel nhưng tài lại cầm rất color nó cứ với thom hot pi ở 25 năng này những dân khoản là bây giờ ta lại nó chạy chỉ muốn pi ở 25 năng tất nhiên là tụi bạn standardize data set như này thì học buồn nó mình dừng dây lừa khởm để trả cái dừng dây sai bảo vía sai để à để bảo vía horizontal vía học sự buồn phải xé thời vertical bảo vía học sự buồn đài ba đúng hay khả năng mà pixel ban này thà mà pixel pixel nó xung đang lơ tổng hợp bỏ vía nơi lơ horizontal one unit nơi lơ vertical axis one unit chẳng one unit pixel nó từ hàng lứa của unit pixel này rồi chẳng á hay chẳng bao giờ thì dương côn khí học bốn côn học bốn về các bất trở nào nè bốn học bốn vì pi sai côn của mối côn này pi sai côn là pi chắc mà slide mà tem một phép mà to á cứ học bốn côn học bốn pixel đợt về tới dương miền bay slide mà anh khi học bốn thì mình lại bay một tiếng đấy bay slide nó revision là RGB slide red, slide green, RGB hay là blue này. Chẳng được tại sao không mà pixel mà unit horizontal mà horizontal unit đây dạng thành mà pixel đấy. Mà hay mà vertical mà unit đây nè, tổng hợp mà pixel đấy này. Phần gặp bất tử dạng cái khác dương cho lòng đấy dương hai pixel square này của đấy dương tham ở pixel đấy được bị chớ mà pixel đấy bị cồn vô cái này mà dương hai mà pixel square này giờ hai dương này hai pixel này như này dương mà pixel này mà cái lá cái rổ dương giờ đi cái lá ốc nhé này cái lá ốc mà cái lá đó mà cái lá phần mà cái lá tuin phật này rụp hiệp năng chắc không nói mà cái lá đó về qua với đôi khi tầng ao mòn, bình mập tây cả lá nó cứ giờ po đôi khi mòn nó dương hai mà pixel như này, hay po đôi khi nó về phần này về lìa đôi miền po red, miền RGB red green blue, hay cái nòng po này mui range tầm lại bao viết cứ bị sâu nó hoạt động pi ở hàm nhỉ, chẳng lấy pi ở hàm bẻ nó cứ chia, sầm qua thằng lấy đá po bao viết chẳng việc việc đó bây giờ thì convention bao kia máu lấy pi bây giờ thì red po red hay pi hai pi em maximum phát ban này không che mà tại bây giờ thì tàu chiên pi hai pi em về không xe hiện đây green là blue concept được như vậy này chẳng ban này là lấy pi hai pi em lấy thông phát chẳng được chẳng normal lại ban cái chạy như mới là lấy maximum rồi nhé bạn lục cầu pi hai pi em cái cắt khi cái pi sâu nó đã pi hai hai pm màu bị ấy màu pi đậm lại đây kiện cá nó represent lại bằng 7 bit nè bằng 7 bit này digital à chứ bằng 7 bit nó represent different number different integer number nó cứ pi rồi hai sẽ bằng môi different number sâu đó pi rồi hai pm nó cứ miền này đã miền lấy pi rồi hai sẽ bằng môi khóc nè rồi giờ này người ok, từ tiếp chứ. Chẳng cái này cứ general architecture ba neural network để dương được mà những dương miền rục hiệp chẳng hay dương thuộc cái reshape với đập bay được chia cái này đấy hay cho từ mỗi input dương miền bị ít mũi đa và nó bài sao ta này dương khơi cái tôi import sao ta dương rob bị ít sâu hơn từ và tọt mắt đập bay cứ vì mình chẳng muốn smile mùi ếch đài
tóm lại dùng phở sigmoid activation function hay dùng thuật cáp định để sigmoid nó mới dùng activation function nó dùng bên đây trở lại son dịch phèm hay muối hay sau này mùi trắng tại lại bẹt cái đáy của son dịch phèm nhưng mà không chứng son dịch phèm cứ việc phèm tha dịch mà và tàu chiến cứ mệt mà nhưng miền mà nắng dùng miền sệt dương nắng hay tại lại activation function load function hay ni cost function và tóm mà step the bone dương define model về và tóm mà thưa cái in the solid và tóm mà kẹt ni load time forward hay và tóm mà kẹt ni gradient nắng time backward và tóm mà dương update the bone dương model dương cứ activation function bởi dưỡng cứ xịt mùi để mình rùng môn sma mùi nở lơ mùi bộ ở sở cân độ sệt hay nhầm dưỡng tăng về xịt mùi này sệt nóng máu hay S dưỡng tăng activation function nóng đại S nhắn sma mùi nở lơ ai mùi bộ 5-2 expo 5-2 expo nóng mê thả ở sở cân độ sệt hay chẳng đặt bật tốt cứ in the solid like, paramite dưỡng đài đúng từ vậy bảo dưỡng nâng cứ mình xe bảo viên nâng đã điểm nâng mình này ta về mình xe đôi khi ta dùng một input hay bảo dưỡng nâng cứ zero cái lại những nhóm đặt zero của mình nhóm phở float ní cứ nhóm trong thay mình thật bảo dưỡng smart zone cho zone bảo dưỡng phở zone tế của bạn này không click không click run bảo top mouse forward and backward propagation. The bong yung compute for an hay a bao yung nung mean p mui da mean p mui da training sample mean p yoi bong training sample nung. Hay top mouse yung can nil los. Kalini yung ya nung kia chanon training sample nung nice man nung h7 nung mui. Top mouse yung mean a nung. Cứ chia xích mùi đại dương ban đã nằm môn nâng cư nền activate function này hay dương khẩm chút với châu được nông nằm hai đọt cái nâng dương đục được với con lại nâng cư chia đọt và đặt nhưng con khí này hãy bầu cho mùi nằm bề và tỏa mà dương tựa ban cost function và tỏa bởi dương ban cost function hay dương tựa ban gradient calculation nâng đầy miễn đề đục được với đầy bề tỏa mà dương tựa ban parameter gradient descending chỉ nói bật top cứ dùng optimize về cái lại những optimize nó cứ cùng nòng dùng dùng thông minh lên từ bay bay nó nằm bay minimize là call function nó bị tội từ bay nó cứ chia năm hai ở đây để mình sai của viên nó còn khi mỗi x y hay còn khi mỗi bay color mà nó hay bay nó cứ bias hay ấy những cái data set bao nhiêu là mình save về đôi khi ta mới được bài đã còn tha cái này cứ chỉ chuẩn luôn training sample để dùng miễn phí rồi buồn hay tóm lại dùng man cost nâng hay dùng compute gradient descent để dùng man pin môn nơi hàng lớn mà những chuẩn mới nâng cost smart propagate hay dùng tụi man để được bài này để bài tóm lại dùng man day đồng thời day bay dùng giờ day dùng giờ tập day đồng thời man đồng thời thay cho mọi đồng bay thay đại dương côn dùng giờ đo hay côn kia cho mọi đồng learning rate dùng dùng thưa iteration nó mình thấy dùng loop dùng thưa kẹt này lang vinh mà rồi đòn trong khởi dùng cho tụi man pha làm máy đồng thời thay hay bay thay tóm lại cái này dương predict người ta dương predict dương miền là đúng từ web b hay nhấn dương thuật ca predict đại âm nâng training sample mình nâng nhấn hay từ bốn dương thuật ca predict đại y cái đại bài dương nâng cứ chia năm hai zero đại mũi âm dimension đại âm nâng cứ chia chuẩn training sample dương hay dương ban đúng từ web thứ mấy ní rồi tóm lại dương predict ban dương pra activation function đại miền a smart dùng một đường xịt mũi nằm hai đòn đấy chẳng và sân chia
a របស់យើងនឹងវាធំជាង 0.5 អញ្ចឹង y របស់យើងនឹងគឺប្រដេកថាវា1នឹងមានន័យថា can true ហើយបើសិនជាតូចជាង 0.5 អញ្ចឹងវាមិនមែនជាឆ្មាដែរវា0ហ្មងបន្ទាប់មកយើង merge អា function ដែលយើងមានយើងធ្វើនៅមុនហ្នឹងចូលគ្នាជា model តែមួយដែល x train ហ្នឹងគឺជា data គឺជាតម្លៃ data set របស់យើងដែលយើងមានហ្នឹង y ហ្នឹងគឺផុតរបស់ data set យើងហើយ x y test ហ្នឹងគឺយើងយកមកសម្រាប់ test ជាមួយនឹង model របស់យើងហើយកន្លែងអឺនាំ iteration ហ្នឹងយើងធ្វើឡើងវិញទៅដល់2000ដងហើយនេះចំនួន learning rate របស់យើងហើយយើងធ្វើការ initialize double way ជាមួយ bay យើងហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងមានអឺ parameter អឺ double way ជាមួយនឹង gradient descent ជាមួយនឹង cost យើងទទួលបាន double way ហើយ bay បន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើម predict ដែលយើងមាន function មុនហ្នឹងអឺy predict នឹងនេះតោះមកយើង predict w ជាមួយនឹង x w b ជាមួយនឹង x test របស់យើងបន្ទាប់មកយើង predict មួយទៀតគឺជាមួយនឹង x train ហើយកន្លែងនេះយើង print តម្លៃ accurate ជាមួយនឹងរបស់ train set ជាមួយនឹង test set តោះមកយើងខ្ញុំយកអានឹងទៅតាំងជាមួយនឹង model តោះមកយើងធ្វើការprint run វាក្រៃនេះ100ដងវា print 1ញ៉ឹងបន្ទាប់ពីយើង train ហើយយើងឃើញថាអឺ model របស់យើងហ្នឹងគឺ train បានដល់99ប៉ុន្តែ test accuracy របស់វាតែ70ឯងក្រៃហ្នឹងបើអឺមានន័យថា model របស់វា overfitting overfitting ហ្នឹងនៅពេលដែល train របស់យើងហ្នឹងគឺ learn បានល្អប៉ុន្តែដល់ពេលតេសយកទៅតេសមួយ data set របស់យើងហ្នឹងគឺវាបានដល់ 70% ឯងអញ្ចឹងយើងអាចបើសិនជាយើងមាន method អីមានទៅក្នុង deep learning គេមាន method សម្រាប់ធ្វើម៉េចឲ្យដើម្បីការពារកុំឲ្យមានដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យ overfitting ហ្នឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំ plot graph low function ហ្នឹងនឹងឃើញថា learning rate យើងយក 0.05 ហ្នឹងបន្ទាប់មក loop របស់យើងនៅក្នុងហើយខ្ញុំយើងកន្លែងនេះខ្ញុំ test ជាមួយនឹង model របស់យើងយើងមានរូបភាពខ្ញុំមានរូបភាពដែលខ្ញុំ upload ចូលហ្នឹងសម្រាប់ test មួយ model របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំមានរូបភាពឆ្មានេះខ្ញុំយកទៅ test ចង់ដឹងថា model របស់យើងហ្នឹងយ៉ាងយើងទទួលបាន accuracy ឆ្មាមួយនៃថាវាជាឆ្មាអញ្ចឹងបើយើងចង់ដោរូបភាពយើងគ្រាន់តែដោហើយឆ្មាដល់នេះយើងចង់ដឹងថាវាមិនមែនជាឆ្មាអញ្ចឹងយើងទៅបាន accuracy 0មានថាវាមិនមែនជាឆ្មាទេប៉ុន្តែតម្លៃនេះយើងអាច model របស់យើងនឹងវាមានកន្លែងវា overfitting ហ្នឹងតែទៅឃើញវាមានបញ្ហាដែរដល់ខ្ញុំប្រើរុកនេះតែទៅខ្ញុំបាន model របស់ខ្ញុំហ្នឹងថាវាជាឆ្មាដែរចឹងកន្លែងហ្នឹងដោយសារតែអាចថា data set យើងតិចពេកហើយមួយទៀតគឺយើងប្រើ logistic regression មានន័យថាយើងអត់មានចំនួនពី hidden layer ទេបើយើងចង់ឲ្យវាកាន់តែ accuracy យើងត្រូវមាន data set ច្រើនហើយមានចំនួន hidden layer ដើម្បីជួយ model របស់យើងហ្នឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកគ្រូโอเคนะ good ចោះ slide អស់ដែរអញ្ចឹងបាទលោកគ្រូអឺម
chẳng lấy slide chung khởi là tụi bạn đang cái này ba lục hồ. Ok, chẳng bước tới đi miền background đi learning group rồi nói riêng bị MIT Open Courseware này deep learning nhé đại ban châu mơ này khá này đại ban châu mơ rồi hơi chấm chấm chọn rồi đi bắt to từ lơ càng nghe tệ còn deep learning mình tới hơi thưa thưa chụp sai tam Open Courseware và MIT Open Courseware deep learning nữa nhé chụp chi chụp thưa chụp sai tam lab kê nội ban đôi kia hiện tới những ai vô bàn chở này em khởi nghiệp vô lỗ á vô thì còn sập lỗ á thời gian sai nó nhưng trong nó lại thôi chỉ mũi kia đó nhưng có lo xả là bong tịt mưa tới hay nhưng mà tẹt này là mũi hay nhưng còn bàn thôi một đầu tiên đấy chỉ mơ nhưng trong set up chỉ chrome chỉ mũi bàn gì mũi là ravin đi vô ní vô bàn chở này bên này bàn anh vượt khá hàng lại neural network đó do là rồi giờ nói này chắc người khiêm trang ơi thưa cả sao chiêu từ lừa deep learning này mà chả ăn đấy chứ rồi chấm bộ machine learning chấm bơ sập đá cái bệnh nhà hay là sốc hay nhưng minh vai sốc hay chui kêu lịch chờ đấy mà bây giờ concept và chả concept lịch chờ này nhưng vì cô môn ở đây lịch chờ than như thế này này nhưng phải chỉ ai miền pì pa tiệt tại này thường mấy đi xa dương bao giờ tới dương biển anh nhìn môn dương bao dương present anh nhìn môn chẳng sau một bên giờ cho nhưng follow up chrome càng deep learning đến miền rau vị này đang đi đó hay ở bên này xây như thế mấy đây miền background khá hay trong chỗ room đấy go welcome này đấy set up mùi văn gì đó làm bay nhưng follow up tới dương thử ra chiều lừa thục với giấy dương tôi từ sân tới làm bay to từ một tiết hơi dương ai rip chom training session ông bay train để cho mọi người tiền đã phù dương miền set up chỉ công tơ chỉ ấy miền nâng lẹp đấy nâng làm bay tục train ngày ok chẳng miền Việt Nam miền Trung nuôi từ đi ở đấy cứ như miền sông mình nó nghe bảo ở trong sư tha anh ấy vì vì chụp này nào mỗi này không ai ai bảo vì tôi là machine learning mình bảo được câu này nào mới đạt neural network nó vì chụp này mỗi bắt deep learning để form vì nó cứ based on deep learning hay subset bao deep learning nó cứ chỉ subset bỏ machine learning này hay machine learning nó từ 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 mỗi AI tiệt để AI nó via feature bỏ về nó via based on deep learning machine learning này khoản tham via for điện nó mình đâu vậy bà bảo bỏ đi thì sau đó nó via chia bây giờ ngồi định bỏ Google để scan rồi cái việc vì tàu mai chỉ muốn là feature để vì không có gói nâng mệt bọc là feature mỗi bọc Google nâng này anh đang viết chuyện feature là không deep learning này vì lúc tên neural network nâng vì khó khăn nha mỗi deep learning đây xa ta neural network nâng miền hidden layer tập bị bay bằng tay deep learning nâng miền hidden layer tràn hay chẳng bàn nhóm nâng phép bọc nha vì viên neural network mỗi deep learning bằng tay cream bảo vệ cái đội khí này không nên thằng chân vấn hai đơn lây giờ đấy. Nhưng ai dành cho biết là neural network vì cứ chỉ
chỉ architecture mũi chỉ fundamental structure mũi này algorithm để inspire đòi nền neural network bảo hồn và là dùng model vị chia mathematics called form formulation này chẳng chẳng biết neural network thực tế nên cứ vì miền chỉ feature viết đôi chỉ dùng khơi mà như này formulation viết vì miền input vì miền neural vì miền activation function vì miền output vì miền weight vì miền bias như vậy hay số là dùng thường ban dùng ai compute compute output ban tập bên này dùng score input dùng score làm lại weight mỗi mỗi tiết bớt sân chỉ dùng trong optimize rồi weight rồi mê cô nâng người ta mê cô nâng ná để thuê network nâng miền phần mặt tập hiếp predict ấy mùi nè predict picture rụp hiếp ấy mùi rồi gọi predict say điên rồi chờ lượng lên lượng thò lan rồi chờ predict house pricing nữa dân mình này là dân dân architecture nó dân dân tự apply tự thuê chia model mũi dùng mẹp application application predict house price mấy nâng rồi gọi application dùng mẹp thua logistic regression mấy nhỉ chắc đầm bây dùng apply application ai vì căn là tù lùm tù lia dân nâng tiết khi dơ à neural network nâng tự biên với ai tràn neuron ai tràn layer tới hay kẹt đạch mua viên ta cái hay deep learning và như lúc vì miền input tràn vì miền layer chart mà này là miền neuron chart đúng không hay vì miền data chart nằm bây giờ the train với ở vì riêng ở vì train nằm bây giờ việc đăng nằm bây giờ optimize về để lỗ nằm bây giờ về cái này chính từ bản optimal về chẳng cái này bị cho input tới vì nó predict output nó bị bản trầm trừ và chẳng đúng không neural network đại kia từ cùng kia bản chart layer chart neuron chart input tới ở nên hay dùng train cho mỗi lần data để trả lời đại nó làm bởi về cái bàn lõi nó dùng hàng tháng deep learning dù đó sẽ là bạn tôi chọn được hay tại deep learning nên vì khi do bị deep learning chỉ bị room điện deep learning cứ khi do tôi apply xem object detection để cả này mấy nhá về không này bài object detection này bạn gọi là gì ví dụ gọi recognize cat hay non cat đây tập pi năng tập đang tập pi năng chứ mà cái logistic nhưng logistic mà này pi logic trong cái bên là true or false năng true is cat false is non cat chứ mà gọi bị logistic regression năng tại bản thân những trong chúng ta apply cho những tiếp đối với object detection or score object score lamp score moto score menu và score computer score tour sub score top score ấy nè đòn một con object anh ấy kể apply deep learning hay miễn chung specialize vì thế cứ convolutional neural network convolutional neural network và vì specialize là object detection nè convolutional ấy deep tiệt nè chẳng chẳng gì vậy và deep nó bị cover tầng ai cover không feel năng tầng ai ai tập neural chuyển layer chuyển cell nó cứ mình đi vậy và còn nó deep learning vì mình convolutional network vì mình long short term memory ấy na đây mình recurrent neural network vì mình ấy na đây xây dựng tiếp trong size là lại và vì năng đòi prao fundamental đại dương riêng đại đi và hai người năng năng giờ đấy bạn được chưa bạn hay ở vậy để cho mình prap đi thì nó cứ ở mưa thay nó cứ cho tới nè là xem share screen với cứ xem chọn ao cho tới riêng nơi miền YouTube đấy MIT và deep learning
OCW Open Courseware. Mình men vậy. Còn đấy đi. Video lecture. Và trong khung video lecture này vì miền này nè introduction to deep learning trên này này phải chỉ miền bây giờ bị neural network làm việc là này phải bàn lecture 2 deep second modeling lecture 3 rồi đó deep computer vision này nè 3 4 này là generative modeling 5 6 này đó hay cái miền lab session 1 lab session 2 lab session 3 như tới chương trình này khi nhầm chẳng ai riêng ta lùng đạp lùng đạo ấy one two nhưng hãy phải chỉ thử cho lab session mùi ra này chẳng về đại dương cho tới và cho nông nông tới và cái bây giờ là nó hà thà dương ta dương thử thương mệnh nó làm bày cho thương lab nông bàn đó chẳng cái ao dương và cái ao pra nè pra collab ấy này nhưng trong play tiếp đấy nè dương cho thương mệnh thế nè về đòn đằng hai dương cho đi đằng ồ này bọc một một bánh đôi châu collab hay đôi chi pipe install này này châu collab sẵn collab đó cứ Google collab á Google collab đi nên đi lọp châu nó này Robin lọp được khổ lọp đây sẵn ca lực môn phở collab đã được năng này collab chấm Google collab à nó cái này và chắc là có đi sang nhóm chồng này chắc là bán này dương nhóm bạn thầm mày máu đi sang nhóm lọc miền bình môn hỏi cho đi Google Drive hay là Google Drive nó được nhưng mình collab notebook này và dương thôi lab one get started rồi có những bạn thầm mây điện và thầm mình Google count và chẳng đợi bây giờ cho lab one nó tới bà chẳng vì chanh nhân máu dương bà câu nâng này anh ấy trong đôi chị download màu ban màu phi hàng ní nâng để vô án nó cứ trong ban câu màu phi ở mai thi nâng và nâng nhầm play tâm đặc bạc thì mới cho ban mà đó nâng ạ chanh bìa ní máu nè chanh bìa nâng máu mà đang là thứ mấy con ban là nó là nhầm play tới nè là chẳng mơ được sài triều đi tới để vô án thu sử dụng bài cho đi mong cái đó cho lệ vòn đằng hơn cho lệ vòn hay phải gì đi hay kiếm sale tốt cái mà đơn ai dừng ảnh cho này ta mới đi cho đằng hơi bà này này cầu kê đằng này phần đa số thương mấy dương tự bà gần không khâu lệ vòn này rán in Google khâu lệ và cho chúng tới mà cho chúng tới đi hợp phạm con thân sơ flow nên đang hay những sell tục luôn dương đằng đấy mà chẳng câu người miền này chẳng section này cứ import import package import ấy đôi giờ bài thi deep learning chẳng đủ thôi nó rồi import sinh nam pi import plot thì đang bảo đào và tọt máu
dương ran bắt to bắt to này mà hơi trong lab nó cứ cái ao dương pin chờ lo cái ao dương pin cái này này khoa này bắt to cái này to do define to d tensor cái ao dương for define to d sender tensor chắc lại nó lại smart đó dương từ sẽ thương mắc define to d tensor nó lại tra cái bàn dương ran nó tới bị đài vậy đó. Hai tòa mò tiết lại này hạt thuộc đu và define a 4D tensor chắc lại image smart ấy nâng nhìn xây thử mấy bộ ca 4D tensor nó lại chênh màu vậy đấy và to chắc là à nà miền đã thuộc đu thế dừng ràn dò mong tờ dừng ràn dừng tờ ràn tờ ní ạc miền đây đá dừng ràn dò mong tờ là bên lâu đọc lại này cái đã define thuộc đu define operation the map c d and e đòi pra tensor add tensor subtract and tensor multiply chẳng dừng pin cho lọc lại nâng c d e nó trời màu hay dừng ràng tờ à nâng lẹp kế d hay nâng ra viên vô lấy ba nè anh ấy thu đu ra anh ấy dừng miên xe bao giờ ai ràng ba anh ấy dừng thu đu kịp hẹp thá define operation z hin គេ verb ឲ្យ ប្រើ tensor.mat multiplication ហ្នឹងហើយ អានេះ គេ បរៀន ឲ្យ យើង ចេះ ប្រើ tensorflow TM tensorflow ហ្នឹងហើយ បាទ តយ៉ាង នេះ ទៅ ហើយ ធ្វើ តចប់ មួយ នេះ ទៅ ហើយ ខ្ញុំ ធ្លាប់ ធ្វើ ដែរ តែ អត់ ចប់ ឥឡូវ ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ មាន នេះ dedicate ណា dedicate ពេល វេលា ធ្វើ លើ អា ហ្នឹង បើ តចប់ ហ្នឹង មក hay dương bắt to lab 2 lab 3 dương to đi kê nữa tới. Bạn thì chế lab bọc kê nữa tới cứ chế prà à tool một cái chủng đôi chờ bọc bọc mặt MIT kia thôi mới nó cứ kê ới train chế bắt cái plain nè, bắt model một cứ train neural network nó chế này ha, chế bắt cái plain nha. Ba chúng play những cái trend về đào thầm bàn màn hay bàn cái ao về time play những bậc prop nên những khởi cái present mới là ổn tận ổn rồi mà chúng chỉ riêng to năng tiền ở che hà năng đó hay kiếm follow up riêng rõ sập đá rồi viên hay năng đi ba lúc cậu của riêng intern nông lab với riêng từ smart hub tỉnh lương tỉnh bàn và hai chấm khi mà các trom chụp vui văn gì là vui văn gì chui mưa đang đài này và chẳng dừng riêng mà chỉ dừng riêng tam MIT Open Course về anh đi à mồi na được mấy nhỉ lòng là bạn được hai và MIT Open Course về mấy nhỉ nâng này bà riêng mở video tam nâng tới sau video thế hơi bị vô lỗ à vì nè nâng khmer khmer như bên đây bị vô lỗ là hơi khó kê ta mà máu tích tui vậy ta bạn mà cái video phía trên concept ấy bên đây giờ anh bỏ tam lab này tích tới vô lại ok mà miền sầm nuôi thì đấy là từ xì lá miền bên nào su trong suối thì đấy thầy bọn miền thì hiện ngày đang dùng bị chọc phần năng chưa bà đọc con được không chân rìm liên được không
Bong cụ chơi nhé bong. Hello bong. Cái